Ngày hôm nay ngày 8 tháng 3, ngày của phụ nữ thì hôm nay nhà tôi phun ô tô này. Đấy, vào trong sân này, phun khách. Nó là phun khách. Đấy, xe super nhá. Nhà mình tiêu đề bán hàng chất lượng, không bán kém chất lượng. Đấy, super đỏ, cam và trắng. Và trắng. Đấy. Ông còn chưa quyết được màu không? Đây. À quyết màu cam rồi. Lục đâu rồi? Lục gì em? Lục để bắt cổ ấy. Thôi con này còn lắp bình rồi. Đấy, rất nhiều xe. Báo báo về. Có. Để anh lắp một cam. Làm được quay cho anh. Giờ được quay cho một người quay thôi. Super. Thằng này siêu nhỉ, cái gì cũng biết. Lon đi chọn màu cho ông. Và RTS Mili nhá. Full xe. Đấy. Mọi người tránh mua phải nhầm kênh, có thể liên hệ với số 038 679 198 nhá. Website là hoangthongmoto.com nhá.